Siêu máy bay thân rộng Boeing 787-10 đằng sau lưng tôi đây vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng nay là chiếc Boeing 787-10 thứ 5 và là chiếc tàu bay thân rộng thứ 30 gia nhập đội bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Và với việc tiếp nhận chiếc Boeing 787-10 mới này thì đội bay của hãng hàng không quốc gia đã lên tới gần 100 chiếc. Boeing 787-10 là một trong những phiên bản máy bay thế hệ mới và hiện đại nhất trong gia đình máy bay thân rộng của tập đoàn Boeing. Đây cũng là máy bay chở khách có kích thước lớn nhất Việt Nam hiện nay, với chiều dài trên 68m, tải trọng thương mại 56-60 tấn và tầm bay tối đa đạt gần 12.000 km. Máy bay có cấu hình 367 ghế với 24 ghế thương gia và 343 ghế phổ thông. Boeing 787-10 có nhiều đột phá về công nghệ và sở hữu những tính năng hiện đại giúp đáp ứng nhu cầu của hành khách. Máy bay có không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái. Bên cạnh đó thì Boeing 787-10 được trang bị màn hình cá nhân trên mỗi ghế với chương trình giải trí đa dạng, cửa sổ 5 chế độ ánh sáng, đèn đọc sách, cổng USB tích hợp và ngăn hành lý lớn hơn. Ngoài ra nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến, chiếc máy bay này sẽ giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải, thân thiện môi trường hơn so với các dòng máy bay thế hệ trước. Việc tiếp nhận máy bay Boeing 787-10 mới nâng tổng số máy bay trong đội bay thân rộng của Vietnam Airlines lên 30 chiếc, bao gồm 5 chiếc Boeing 787-10, 11 chiếc Boeing 787-9 và 14 chiếc Airbus A350. Boeing 787-10 thường được khai thác trên những chặng bay quốc tế giữa Việt Nam và Đông Bắc Á, châu Âu, Úc, Mỹ và trên chặng bay nội địa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đội máy bay liên tục được mở rộng giúp Vietnam Airlines đảm bảo tải cung ứng phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 2 tháng 9 sắp tới. Trước Vietnam Airlines, một số hãng hàng không trong nước cũng đã bổ sung thêm máy bay vào đội bay thông qua cả hình thức nhận tàu bay mới và thuê ướt. Tuy nhiên, phần lớn máy bay các hãng nhận giai đoạn vừa qua là máy bay thân hẹp. Chiếc Boeing 787-10 mới nhận của Vietnam Airlines là một trong số ít máy bay thân rộng gia nhập đội bay của các hãng hàng không Việt Nam từ đầu năm đến nay. Theo số liệu của Cục Hàng không, tính tới tháng 7, tổng số máy bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác là 195 chiếc, giảm 36 chiếc so với năm ngoái. Số máy bay khai thác trung bình là 167 chiếc, giảm 51 chiếc so với cùng kỳ.